Các bạn thân mến, chào mừng bạn quay trở lại với Tốt Sao Hoa và ngày hôm nay sẽ có những tin tức thú vị nào đây? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Khác với phong độ phập phù trên thảm đỏ khi ra sân bay thì nàng hoa đán luôn được khen với những set đồ trendy. Như năm nay thì Dương Mịch vẫn được mệnh danh là nữ hoàng sân bay của Cbiz. Mỗi khi xuất hiện ở phi trường, nữ diễn viên luôn khoe những set đồ đẹp mắt và thời thượng. Ở tuổi 34, Dương Mịch vẫn có phong cách đời thường rất trẻ trung. Khi di chuyển thì nàng hoa đán thích những kiểu trang phục năng động, đặc biệt là hách tuổi chẳng khác gì sinh viên. Có đôi chân thon, người đẹp thường xuyên diện váy ngắn hoặc thời trang giấu quần. Những chiếc blazer đặc biệt được Dương Mịch ưu ái khi di chuyển vì vừa đảm bảo yếu tố sành điệu, giữ ấm tốt, lại vừa thoải mái. Kết hợp cùng blazer, nàng hoa đán thường chọn những kiểu phụ kiện như là túi đeo chéo nhỏ xinh, mũ lưỡi chai hay bốt hầm hố nhằm tăng độ cá tính và trẻ trung. Chưa bao giờ mỹ nhân cùng tỏa tâm ngọc gây thất vọng với những bộ trang phục xinh xắn và đáng học hỏi. Khả năng mix và match màu sắc phối hợp hài hòa giữa quần áo và phụ kiện là một điều đáng học hỏi ở Dương Mịch. Người đẹp cũng thể hiện sự cao tay khi diện ăn ý hàng hiệu và đồ bình dân. Ra sân bay luôn đẹp xuất sắc nhưng khi lên thảm đỏ thì Dương Mịch lại có phong độ phập phù. Suốt năm 2020, cô nhiều lần bị chê là thảm họa thời trang thảm đỏ. Xuống phố đời thường trẻ trung như vậy nhưng đi sự kiện thì nàng hoa đán lại trở nên già đanh với những bộ váy xến rẩm và lỗi mốt. Gần đây khi hợp tác với stylist mới thì Dương Mịch cho thấy sự thăng hạng nhan sắc trên thảm đỏ, xứng tầm là ngôi sao hạng A. Trang phục xã hội của Dương Mịch đang nhận được hiệu ứng tích cực nhờ vẻ sang trọng đẳng cấp. Người hâm mộ hy vọng trong thời gian tới nữ diễn viên có thể giữ vững vị trí nữ hoàng thảm đỏ và cả nữ hoàng sân bay. Chúng mình là Tốt Sao Hoa và bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.